Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Võ Văn Giớ, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Đến với chương trình thể dục lớp 4 hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em nội dung đi đều, đứng lại và học mới nội dung là đi đều, dòng phải, đứng lại. Rồi, trước khi vào bài học, các em cùng thầy khởi động. Đầu tiên hai chân em rộng, xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mở chân. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tắt xe quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xe cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xe hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xe tiếp nối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo nội dung, chúng ta sẽ ôn lại phần đi đều, đứng lại. Chúng ta sẽ xem tranh đếm lại. Khi nghe khẩu lệnh, đi đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Đó là cách đi đều, đứng lại. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học phần nội dung đi đều dòng phải, đứng lại. Rồi trước khi vào, thầy sẽ đếm một lần cho các em xem. Cái phần đi đều dòng phải nó cũng tương tự như phần đi đều đứng lại, nhưng chúng ta sẽ thêm phần dầm bên phải bước. Rồi các em xem tranh thầy đếm. Khi nghe khẩu lệnh đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, dầm bên phải bước 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Khi nghe đi đều dòng bên phải, khi chúng ta đếm cái chữ dòng bên á thì nằm bên chân trái, chữ phải gơ gào chân phải, chúng ta sẽ nghỉ một nhịp từ bước gơ gào chân phải. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đếm thêm hai nhịp là 1, 2, rồi chúng ta sẽ nghỉ. Chúng ta vô lại. Rồi xong từ đứng lại đứng thì nó giống chứ chương thần đi đều đứng lại đứng. Rồi bây giờ các em xem thầy làm mẫu dậm chân dòng phải rồi đứng lại. Dậm chân dậm 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dòng bên phải bước 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Rồi bây giờ các em xem thầy làm mẫu phần đi đều đứng lại và đi đều dòng phải đứng lại. Đầu tiên các em sẽ xem thầy phần đi đều đứng lại. Đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Rồi các em xem thầy làm mẫu lần thứ hai. Đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Tiếp theo các em xem thầy làm mẫu phần đi đều dòng phải đứng lại. Đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1,
2, 1, 2, dòng bên phải. Bước, khi nghe từ bước, gơ gào chân phải, chúng ta sẽ xoay một góc 90 độ về phía bên tay phải. Sau đó, chân trái đưa lên điếm 1, 2. 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Bây giờ các em xem thầy làm mẫu lần thứ hai. Đi đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, dòng bên phải. Bước 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, đứng lại, đứng. Như vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em hai nội dung. Đó là ôn lại phần đi đều đứng lại và chúng ta học mới nội dung đi đều dòng phải đứng lại. Bây giờ chúng ta đến phần thả lỏng sau bài học. Đầu tiên hai chân dang rộng bằng vai. Học hôm nay kết thúc. Thầy xin chúc các em tập luyện vui vẻ. Xin chào các em.